Ghế còn ấm quá nhỉ. Những gì cần nói chúng ta đã nói hết rồi mà. Giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Nếu như hôm trước tôi có nói gì đó hơi quá hoặc là khiếm nhã thì mong cô bỏ qua. Không sao. Người ta thường ít nhận ra vấn đề của chính bản thân mình mà thường tìm cách đổ lỗi cho người khác để cho mình đóng vai nạn nhân. Và cô xuất hiện đúng lúc chuyện tình cảm giữa tôi và anh Thành đang gặp khó khăn rắc rối nhiều nhất. Nên tôi hành xử giống như thể cô là nguyên nhân của tất cả mọi vấn đề vậy. Tôi xin lỗi. Chị không cần phải nói thế. Tôi mới là người phải xin lỗi chị. Chồng cũ của tôi đã làm phiền rất nhiều đến cuộc sống của anh chị. Tôi nói thật lòng nhá. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì tôi rất là muốn có một người bạn thân giống như cô đấy. Chị nói thật. Cô có điều mà rất ít người phụ nữ có được. Sự nữ tính, khiêm nhường và cả sự tự trọng. Một người phụ nữ khiến chồng tôi tôn trọng thì càng đáng để tôi tôn trọng hơn nữa. Chào cô.